Chỉ được tiền mà thôi, đừng trên 1 tỷ cho anh, đừng trên 1 tỷ cho anh. Khác với những chiếc túi handmade mà trước đây Kỳ Lân đã thực hiện cho khách hàng, và hôm nay đây là hai chiếc túi mà Kỳ Lân cũng đã handmade từ da Togo. Bản là vân Togo to, một bản là vân Togo nhỏ, với hai màu sắc, màu đen và màu nâu. Và công năng sử dụng của hai chiếc túi này khác với những chiếc túi handmade khác mà Kỳ Lân đã từng thực hiện, là vì hai chiếc túi này được khách hàng đặt chỉ đựng tiền mà thôi, đựng trên 1 tỷ cho anh, đựng trên 1 tỷ cho anh. Đơn giản nhất, đừng làm công năng gì khác hết, chỉ đơn giản cho anh là hai ngăn hai bên, mỗi bên là hơn 500 triệu kéo ra, và hai bên mỗi bên là hơn 500 triệu, và mỗi bên em làm dây kéo cho anh là hai đầu, khi anh muốn kéo một bên cũng được, mà khi anh muốn kéo hai bên cũng được. Và cái quay sách này em làm cho anh là cố định, đừng có làm có sự đàn hồi. Trước khi mà đặt cái cặp túi này thì vị khách này đã thấy Kỳ Lân sử dụng cái túi, mà cái túi đó là cái quai sách là ở hai bên nó có hai cái ren đầu để mà mình kéo lên, nó có sự tăng giảm về độ cao. Anh ấy góp ý là không, em hãy làm cho anh là cố định luôn đi, mà cái chỗ mà sỏ tay vào nó ở một khoảng ngắn thôi, như thế này thôi là vừa rồi. Và y chang cái yêu cầu, Kỳ Lân đã thực hiện đúng, đưa tay vào rất là gọn, xách lên, và hai bên mỗi bên là chỉ đựng đúng hơn 500 triệu cho anh. Bên ngoài á, em làm cho một cái ngăn kéo để đựng những giấy tờ mà cần thiết thì thôi. Hai bên hông, nhưng mà em chỉ làm một bên hông thôi, rồi còn lại là cứ công năng của anh là anh muốn mỗi bên là hơn 500 triệu. Kiểu này khi mà Kỳ Lân làm ra xong á, Kỳ Lân thấy wow, đẹp à nha. Và kết quả khi mà hoàn thiện xong đẹp hơn tưởng tượng.